Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Putin muốn xóa bớt một số không khỏi các tờ tiền rúp. Và làm như vậy sẽ không thể nhận ra đồng tiền đang bị mất giá một cách nghiêm trọng. Kể từ khi Nga tấn công vào Ukraine xâm lược nước này thì Nga đã bị các nước cấm vận và bao vây nhiều mặt về kinh tế. Đồng tiền rúp đã rơi tự do, tỷ giá đổi tiền từ rúp sang đô la ngày một thấp đi. Và đây là hình ảnh một số không có thể bị bỏ ra khỏi tiền giấy của Nga vào mùa thu để làm cho siêu lạm phát từ sự giảm mạnh của đồng rúp ít rõ ràng hơn, nhằm đánh lừa người dân Nga và những người sử dụng đồng tiền này. Được biết vào hôm thứ Bảy vừa qua, người dân Nga đã xông vào các trung tâm mua sắm, cửa hàng và siêu thị vì mọi thứ đang trở nên khan hiếm một cách kinh khủng tại Nga. Ngoài ra, các hàng tạp hóa, các thương hiệu phương Tây hầu hết đã ngừng bán do lệnh trừng phạt. Và đây là lý do người Nga phải bỏ tiền ra lúc này để mua hàng, vì đồng tiền ngày một mất giá, họ muốn giữ một tài sản nào đó. Và đồng tiền của Nga đã bị hỗn loạn trong nhiều tuần liên tục, đồng rúp không ngừng bị giảm giá, tỷ lệ đổi sang đồng đô la ngày một thấp đi. Theo thông tin cho biết, do đó chính phủ và ngân hàng trung ương của Nga đang lên kế hoạch cho các biện pháp quyết liệt từ mùa thu, giống như người ta đã từng chứng kiến ở Nga từ đầu những năm 1990 khi Liên Xô sụp đổ, đó là xóa đi một số không khỏi đồng rúp, 100 trở thành có 10 rúp mà thôi. Đây là một số cách mà nhà độc tài thường vẫn làm khi đồng tiền của họ không còn giá trị. Đây là hình ảnh cảnh đổi tiền của Nga đã từng xảy ra trước đây khi đồng tiền bị mất giá. Nếu sự lạm phát vẫn tiếp tục diễn ra, các tờ tiền rúp mới của Nga thậm chí sẽ được thiết kế lại và phát hành bằng hình thức đổi tiền. Thông tin này được tiết lộ từ giới ngân hàng của Nga tại Moscow. Các kế hoạch tương ứng hiện đang được tham khảo, như những địa điểm nào sẽ đổi, phương tiện vận chuyển ra sao, thời gian nào sẽ đổi và ai được đổi bao nhiêu tiền. Điều này cũng nên được thực hiện vì lý do tâm lý, vì người Nga với những tờ tiền cũ trong tay và giá cả thì liên tục tăng cao hàng ngày. Đây là chỉ dấu rõ ràng cho thấy siêu lạm phát bắt đầu diễn ra trên diện rộng tại Nga. Những người ăn lương, công chức, người về hưu, rõ ràng đồng tiền của họ không thể mua được những sản phẩm như họ muốn nữa. Đây là hình ảnh người dân Liên Xô trước đây đổ đi mua hàng vì sợ phương Tây đóng cửa kinh doanh, và bây giờ là người Nga cũng đổ xô đi y như vậy. Với việc gạch bỏ một số không đi, các nhà chức trách Nga có thể che giấu siêu lạm phát ngay từ cái nhìn đầu tiên, ít nhất là trên tờ tiền giấy. Ngân hàng Trung ương của Nga, chính phủ và các nhà phân tích của cơ quan mật vụ cho rằng sự sụt giảm của đồng rúp sẽ tăng đáng kể nếu các lệnh trừng phạt của phương Tây tiếp tục kéo dài và trở nên nghiêm khắc hơn trong thời gian tới, nguồn tin cho biết. Đặc biệt là nguồn xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt của Nga bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì nhiều nước đã từ chối mua hàng của Nga. Cũng theo chính phủ Nga, khoảng 300 tỷ đô la của Nga đã bị đóng băng như một phần của các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Đó là gần một nửa trong tổng số 640 tỷ đô la mà Nga đã đầu tư vào dự trữ vàng và ngoại tệ. Bộ trưởng Tài chính Anton cho biết trên kênh truyền hình của nhà nước hôm Chủ nhật vừa qua. Thông tin này cũng gây chấn động người Nga vì số tiền đó dường như không biết bao giờ có thể lấy lại. Đây là hình ảnh các nước châu Âu tuyên bố đóng băng tiền của Nga tại nước ngoài vì hành động xâm lược của nước này vào Ukraine, gây ra cái chết của nhiều nghìn người, tàn phá nhiều thành phố của Ukraine, một đất nước có chủ quyền. Mọi người thì đang chết ở Ukraine, còn ở đây Nga sự thịnh vượng cũng đang chết dần. Ở đó máu chảy, vào đây đồng rúp tan chảy. Ở đó hàng triệu người đang chạy trốn khỏi quân Nga, ở đây đội quân thất nghiệp cũng lan rộng tăng lên mỗi ngày. Bởi vì hầu hết các công ty lớn của phương Tây đều đóng cửa, nhà máy và văn phòng, hàng triệu người Nga sẽ sớm mất việc, mất tiền. Và trợ cấp thất nghiệp ở Nga chỉ được cung cấp có 6 tháng trong một năm, và sau đó họ chỉ nhận được số tiền chết đói dưới 75 euro mỗi tháng. Với số tiền này, với giá mua bán hiện nay tại Nga thì họ không thể sống được. Đây là hình ảnh cảnh khan hiếm hàng hóa như những năm 1990, dường như sắp lập lại tại Nga.
Và bây giờ Mỹ cũng đã cấm xuất khẩu đô la tiền mặt sang đất nước của Putin. Nó có tác dụng rất nguy hiểm, bởi vì nếu không có tiền mặt bằng đô la thì sẽ không có thị trường chợ đen giống như đã từng có, khi có ít nhất một vài thứ xa xỉ được bán trao tay. Hoặc trong cửa hàng ngoại hối, Bezoska, cũng giống như các cửa hàng Intershop đặc biệt của nhà nước Cộng sản Cộng hòa Dân chủ Đức ngày trước, vẫn từng được mua bán. Kính mời các bạn xem bản tin thua đầu tại Ukraine, Putin lùng bắt tướng tình báo Nga. Đây là hình ảnh Tổng cục An ninh của Nga, viết tắt là FSB. Thời gian vừa qua, cuộc chiến của Nga tại Ukraine ngày càng trở nên khốc liệt và gặp sự phản cự không ngờ của các quân đội và nhân dân của Ukraine, dẫn đến cái chết của hơn 10.000 binh lính của Nga. Và hiện nay, ông Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho rằng đã ra lệnh quản thúc người đứng đầu Cục Đối ngoại của Tổng cục An ninh Liên bang Nga, viết tắt là FSB, và cấp phó của ông ta sau khi đổ lỗi cho họ về những thất bại trong hoạt động tình báo trước khi xâm lược Ukraine. Được biết, ông Putin dường như đã nhận được những thông tin không đúng về Ukraine. Sergei là Cục trưởng Cục 5 Cơ quan Thông tin Tình báo và Quan hệ Quốc tế trực thuộc Cục An ninh Nga, viết tắt là FSB. Và đây là một cục rất quan trọng và nhiều quyền lực tại Nga, nơi theo dõi và bắt giữ rất nhiều nhà hoạt động cũng như hoạt động ở nước ngoài. Cục này vốn cũng gây ra nhiều vụ được cho rằng ám sát của những người đối lập Nga tại nước ngoài. Cũng bị bắt là có Antonio, cấp phó của Bezeda, theo báo Stovado nói. Tờ báo Anh Independent vào ngày 12 tháng 3 thì tường thuật như sau. Theo một chuyên gia hàng đầu về ngành an ninh của Nga, Sergei, người đứng đầu Cục Tình báo nước ngoài của FSB, đã bị bắt cùng với cấp phó của ông ta là Anatoly Bukilo. Và đây là những nhân vật trước đó đầy quyền lực trong cục này. Và dường như ông Putin đã không hài lòng với cuộc chiến tại Ukraine và bây giờ đổ lỗi cho họ. Đây là hình ảnh Sergei là Cục trưởng Cục 5 Cơ quan Tình báo Chiến lược của Nga. Cơ quan này đã có hoạt động từ rất lâu và trước đó bản thân ông Putin cũng từng hoạt động là một sĩ quan của KGB của Liên Xô cũ, tức là sĩ quan tình báo. Andrei Zarkov, người đồng sáng lập và biên tập viên của một tờ báo Agentur, cơ quan giám sát hoạt động của cơ quan mật vụ Nga, tiết lộ rằng các nguồn tin bên trong của FSB đã xác nhận việc giam giữ cả hai người này. Và phải chăng họ sẽ chuẩn bị đối diện với mức án khá cao từ ông Putin? Vụ bắt giữ được chứng thực thêm bởi Vladimir Okin, một nhà hoạt động nhân quyền người Nga đã lưu vong ở nước ngoài. Người cũng đã nói thêm rằng các sĩ quan FSB đã tiến hành lục soát hơn 20 địa chỉ ở Moscow, nơi các đồng nghiệp của họ bị nghi là nói chuyện với các nhà báo và cung cấp ra ngoài rất nhiều thông tin cơ mật của Nga. Và nhờ đó, tình báo của nước ngoài, đặc biệt là tình báo của các nước NATO, đã nắm bắt được kế hoạch. Ông Okin đã nói với tờ báo The Times rằng mặc dù các cơ sở chính thức của vụ bắt cóc giữ chưa được đưa ra là do cáo buộc biển thủ công quỹ, nhưng ông nói rằng lý do thực sự là thông tin không đáng tin cậy, không đầy đủ và một phần sai lệch về tình hình chính trị ở Ukraine, làm cho người lính Nga khi tiến vào Ukraine tưởng rằng người dân Ukraine sẽ ủng hộ, mang hoa và tiếp đón họ, nhưng ngược lại họ chỉ nhận được những cái chết bất ngờ. Đây là phù hiệu của cơ quan tình báo của Nga khét tiếng. Và tại Ukraine không những thế, cơ quan tình báo Nga đã đánh giá sai lầm về khả năng đề kháng của Ukraine với quân đội Nga và hiện nay đang phải trả giá. Tờ báo Anh Daily Mail thì viết rằng Putin được cho là đã đổ lỗi cho cơ quan tình báo đã đảm bảo với ông rằng trước cuộc xâm lược, các lực lượng của Nga sẽ chỉ đối diện với sự kháng cự rất nhỏ nhoi từ quân đội Ukraine và chính người Ukraine cũng mong muốn loại bỏ các nhà lãnh đạo của họ. Nhưng điều này đã trở nên ngược lại và giờ đây Ukraine dường như là một cối xay thịt đối với Nga khi hàng loạt các chiến xa bốc cháy. Còn trang Medusa thì tường thuật rằng các nhà báo Andrei Sotov và Ina cũng là người lâu nay chuyên đưa tin về các cơ quan an ninh của Nga nói rằng phòng tình báo nước ngoài FSB cục 5 đã trở thành mục tiêu của các cuộc trấn áp liên tục xảy ra vừa qua. Theo các nguồn của Saratov và Bogan, ban lãnh đạo cục 5 đã bị quản thúc tại gia vẫn chưa có xác nhận chính thức về những báo cáo này.
Tuy nhiên, những hoạt động trong ngành tình báo của Nga thường được giữ kín và họ bị cáo buộc với những tội danh khác nhau nhằm bắt giữ. Đây là hình ảnh Tổng thống Nga dường như thất vọng về cuộc chiến không diễn ra như ông ta nghĩ, với kế hoạch chỉ có 3 ngày là tiến vào thủ đô Kiev và Ukraine đầu hàng. Nhưng bây giờ, cuộc chiến đã gần 20 ngày nhưng vẫn chưa thể tiến vào Kiev. Và ngày một khó khăn hơn, sang ngày 12 tháng 3, các lực lượng Nga cũng đang tăng cường chiến dịch tàn phá nhằm vào các thành phố và thị trấn trên khắp Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev. Tổng thống Zelensky của Ukraine hôm thứ Bảy đã cáo buộc Moscow đang muốn phá vỡ ý chí của người dân bằng một cuộc chiến hủy diệt. Tức là Nga, thay vì tấn công vào các thành phố và giữ nguyên hiện trạng các thành phố, nhưng bây giờ họ đã bắt đầu dùng bom dài thảm để phá các thành phố này trở thành bình địa.